Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả channel PC của mình. Như đã hứa thì mình sẽ mang tới cho các bạn những tựa game mà đã được giải thưởng Game Award vừa rồi trên nào. Thì đầu tiên sẽ là cái giải thưởng đó là game của năm nhá. Thì trong cái danh sách cái giải thưởng game của năm ấy có tất cả là 6 cái tên. Nhưng mà như các bạn đã xem trailer vừa rồi ấy, đúng không nào? Thì có 3 cái tên mà các bạn có thể quan tâm trong 6 cái tên này, đó là Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey và cái game thứ ba chính là Celeste đây. Thì hai bản game kia mình đã đều giới thiệu các bạn rồi, đúng không nào? Monster Hunter World thậm chí còn có thể chơi online nữa cơ. AC thì mình đã chia sẻ rồi. Và bây giờ sẽ là Celeste nhá. Thì chỉ có 3 game này là trên PC thôi. Còn những game còn lại đó là Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2 với cả God of War ấy, thì nó độc quyền trên console, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mơ mộng được, đúng không nào? Thì quay trở lại với cả cái tựa game Celeste này, thì ở đây mình có để cho các bạn đó là một link nhá. Và nó chỉ có một link thôi. Hiện tại thì game này vẫn đang Early Access và vẫn đang update đều, cho nên là sắp tới có thể mình sẽ cập nhật thêm những phiên bản mới hơn nữa của nó, 1.2.6 chẳng hạn, đúng không nào? Thì về cái phiên bản mới nhất thời điểm hiện tại đó là phiên bản 1.2.5. Và cái phiên bản này nó chỉ nặng có 700MB thôi. Các bạn download về và các bạn giải nén ra là một phát là được như thế này luôn, đúng không nào? Thì ở đây nó là cái file game luôn nhá. Các bạn giải nén ra các bạn sẽ có cái file game luôn này. Đây này, các bạn thấy không? Thì đơn giản thôi, các bạn bây giờ chỉ cần chuột phải vào cái icon Celeste này, Send to desktop ra, rồi các bạn chạy cái icon này lên là chơi được game luôn. Rất đơn giản, đúng không nào? Mình sẽ mở game cho các bạn coi nhé. Thì đây, các bạn có thể thấy cái phiên bản của nó ở dưới góc trái, đúng không nào? V1.2.5 kìa. Sắp tới mình sẽ cố gắng cập nhật thêm những phiên bản mới hơn nữa của Celeste cho các bạn chơi. Thì cái game Celeste này, nó là một trong những game thể loại 8-bit. Các bạn biết cái thể loại game 8-bit chứ? Đó là cái game đồ họa pixel á. Nói chung là nó nhìn khá là tệ, kiểu như là game của những năm 2000 đổ lại ấy. Thì cái game này có gì đặc biệt mà nó lại chễm chệ sánh ngang cùng các cái bom tấn khác trong cái giải thưởng Game Award, đúng không nào? Mà đặc biệt lại còn trong cái giải thưởng quan trọng nhất nữa, đó là giải thưởng game của năm. Thì cái sự đặc biệt của cái tựa game này nó nằm chủ yếu là cái phần câu chuyện của nó nha các bạn. Tạm các câu chuyện lại thì bây giờ mình sẽ vào cái phần option một chút nhá. Trong phần option này thì mình sẽ để ngôn ngữ là tiếng Anh. Và cũng chỉ có tiếng Anh thôi, đúng không nào? Quá ngôn ngữ khác đâu. À đây có nhiều đây. Các bạn thích những ngôn ngữ nào thì các bạn có thể lựa chọn nhá. Mình sẽ để mặc định là tiếng Anh. Sau đó là phần control. Rumble, what the fuck, rumble là cái gì? Cứ để 100 vát. Keyba config. Đây, cái mà chúng ta quan tâm đây. Lên xuống trái phải là di chuyển, đúng không nào? C, X, Z, V. Menu à? Enter, back. Power, tab, retas. Các bạn thích thì có thể thay đổi nhá. Và mình sẽ để mặc định những cái nút này luôn. Và mình sẽ không đụng chạm này cả. Restore default phát luôn, chứ nào. Sau đó thì back. Controller config thì cái này là phần tay cầm rồi, nên là mình không nói nhá. Video thì thời điểm hiện tại mình đang chơi chế độ full màn hình. Version cái này thì mình sẽ tắt nó đi. Rồi. Photo sensitivity mode. Cái này thì có vẻ lạ nhá. On off hay sao? Thôi cái này mình sẽ để off nhá. Screen shake effect. Cái này là rung màn hình à? Rung màn hình thì các bạn thích thì có thể để nhá. Đó là đặc trưng của những cái dòng game thể loại 8 bit hoặc là 16 bit, thường là khi mà có cái gì đó nổ á thì nó sẽ khiến cái màn hình của bạn rung rinh trông nó rất là vãi chưởng, đại khái là vậy. Adjust screen size. Các bạn có thể hiệu chỉnh to nhỏ tùy thích này. Nhưng cái này thì mình nghĩ là các bạn nên để full màn hình, còn nếu không thì các bạn có thể chơi ở cái chế độ cửa sổ cũng được, nó tự động nhỏ đúng không nào? Âm lượng thì mình sẽ để mặc định. Đó là full luôn. Gameplay speedrun clock. À, cái này còn có cái chế độ speedrun nữa cả. Thì nó giống như là những cái tựa game đi cảnh ngang khác. Ví dụ như là các bạn đã từng chơi những cái tựa game kiểu như là Mario ấy nhỉ? Nó có cái chế độ đó là thời gian quy định nhá. Ví dụ bạn phải qua màn này trong 1 phút hoặc là qua trong 1 phút rưỡi thì bạn bật cái này lên là được thôi. Nó tương tự như vậy thôi, chứ nào. Được rồi, đó là một vài phần option của nó. Bây giờ thì mình sẽ vào phần chơi game, chính là cái phần clean mình nhá các bạn. Begin. Madeline chính là nhân vật chính của chúng ta trong cái tựa game Celeste nhé các bạn. Các bạn có thể thay đổi được tên nữa à? Rename này. Thôi mình sẽ để mặc định nó là Madeline nhá. Đây là cái tên tên có trong cốt truyện luôn, cho nên mình không muốn thay đổi, chưa nào. Acid Mod là cái chế độ hỗ trợ à? Thôi dù gì mình cũng là người chơi mới cho nên mình sẽ bật nó lên nhá. Nhạc nghe khá là hay đúng không nào?
nhạc funky. Thì đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu vào game rồi. This is Madeline. Hành trình của chúng ta đó là sẽ đưa cô gái Madeline này lên ngọn đỉnh núi nhé các bạn. Lên một cái, chinh phục một cái đỉnh núi. Đỉnh núi tên là gì thì mình cũng quên mất rồi. Chỉ biết rằng khó khăn của cô gái này chính là cô bé bị trầm cảm các bạn ạ. À đây, các bạn có thể thấy đây chính là đặc trưng của cái đồ họa 8 bit, là cái đồ họa kiểu này đấy các bạn. Trước đây mình cũng từng giới thiệu các bạn một vài game đồ họa 8 bit rồi đúng không nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ lắm nữa. Ấy. Hơi ảo. Hello, đùa nhau à? Ê, có nhảy chéo mà. Đập tường kiểu Assassin's Creed các bạn ạ. Không lừa được mình đâu nha. Ây à, ây. Này chỉ đi thẳng à. Ok. Clean. Oh, leo núi được à? Cảm ơn chú chim nhé. Thì câu chuyện của CTT đó là kể về cô gái có tên đó là Madeline. Thì trong cái trò chơi này chúng ta sẽ giúp cho Madeline chinh phục một ngọn núi. Đó là thử thách leo núi để chơi nào. Cái này nếu các bạn muốn cảm nhận cốt truyện của nó một cách sâu sắc nhất ấy, thì các bạn phải liên tưởng tới những cái vấn đề xã hội mà cái tựa game nó đề cập tới. Hoặc những con người bị bệnh tật, rồi là họ vượt qua nghịch cảnh để có thể chinh phục được những cái thứ mà thậm chí những người không bị bệnh cũng khó mà có thể làm được, chứ nào. Và đây điển hình chính là cô gái Madeline của chúng ta. Cô sẽ thực hiện hành trình đó là chinh phục một đỉnh núi Serete, đỉnh núi cao nhất trong cái tựa game này. Khi mà cô bé bị bệnh trầm cảm và mọi cái khó khăn đó thì chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng cô bé và giúp cô bé vượt qua những khó khăn đó. Thì đó chính là cái sự giao tiếp giữa game và người chơi mà tác giả xây dựng cho chúng ta, được chưa nào? Đó là một cái rất là hay ho. Mình nghĩ rằng đây chính là cái yếu tố chính giúp cho cái tựa game Serete này nằm trong những cái top game hay nhất của năm. Đó là cái yếu tố mà mình muốn nói qua một chút. Thì bây giờ tiếp tục với cả gameplay của nó nhá. Ôi, thế này. À, nhấn ngược lại được. Không quá khó, không quá khó các bạn ạ. Cái gì đây? Excuse me, ma'am. Mọi thứ đều rất tuyệt. Trừ cái âm thanh nói chuyện này, để cho nên là mình sẽ tua qua một cách siêu tốc nhá. What the fuck? Quả cười. Đây là một trong những nhân vật phụ của cái tựa game nhá các bạn. Nó sẽ tạo cho chúng ta thêm những cái màu sắc trong cái tựa game này. Ý mình không phải là cái màu pixel này, mà là cái màu sắc trong cái cốt truyện của nó ấy. Chứ nào. Rồi, cái cầu... Hả? Âm nhạc cái tấu thay đổi nè các bạn ơi. À đây rồi, chim đây rồi. Nói gì đi chim? Nói gì đi? Das X X à? Skill mới các bạn ơi. Chúng ta có thể nhảy chéo được các bạn ạ. Cái gì vậy? You can do it. Ok. Chúng ta sẽ làm được. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng cô bé Madeline vượt qua những thử thách để chinh phục ngọn núi Celeste. Climb. Let's go. Save and quit. Ok. Lưu game các bạn. Bây giờ thì đây là đâu đây? À, đặc trưng của tựa game này đó là platform nhìn ngang. Và nó có độ khó không thua kém gì cái tựa game đó là Super Mario. Chứ nào? Cho nên là các bạn đã từng chơi cái game thể loại Mario Bros đấy nhá các bạn. Các bạn có thể lên Google và tìm hiểu về cái loại Mario Bros đó. Nó cực kỳ khoai luôn, không hề dễ dàng một chút nào cả. Chứ nào? Không phải là chỉ đơn giản nhảy đá bên đầu mấy cây nấm đâu. Mà nó nhảy địa hình nó kinh lắm. Nhưng các bạn có thể lên YouTube để tìm hiểu qua về cái tựa game đó. Thì tựa game này nó tương tự như vậy nhá các bạn. Xin tựa thì lên đường. Ê. Chất nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn quả dâu tây kia cả. Ấy. Ấy.
Mình chạm một quả dâu rồi mà nhờ. À đây rồi. Này, cái này có vẻ đơn giản này. Bây giờ thì ta thế nào để ăn quả dâu kia nhỉ? Nếu mình không nhầm thì mấy cái cây nến kia là cái đinh đấy. Chúng ta nếu mà dẫm vào thì chúng ta sẽ sắp mà nhìn. Ok, ấn nhầm nút. Cái này nhảy, nhảy tới đâu chứ nhỉ? À đó. Bây giờ là sẽ phải ăn quả dâu. Sau đó thì nhảy dính vào tường. Nhảy ngược lên. À, khó khăn nha. No. Ấy, gần tới rồi này. Có nên thử lại lần nữa không nhỉ? Ấy, cái này hơi khó nha. Khó thực hiện hơn cái bước đi bình thường như cái kia rất là nhiều rồi. Mà thật chuẩn nữa quá. Mình sẽ thử lại lần cuối. Thôi mình sẽ đi theo cái bước tiêu chuẩn kia. Gần được. Nhưng mà thôi, không nên liều làm gì nữa cả. Đây. No. Đây rồi. Bây giờ sẽ là quá man. Hay lắm. Trên kia là một cái dòng dọc à. Chúng ta sẽ phải lên được cái dòng dọc rồi. Chỗ này thì à đây. Mọi thứ nó có vẻ khá là đơn giản nhỉ. Đây thôi. Cái này thì có thể tưởng tượng được. Ta sẽ đi lên bằng cái đường này. Ô, cái đường này biến mất à? À, nó hồi lại rồi. Cái này có gì là khó đúng không nào? Ấy. Ow. Giật cả mình. Ê, bên này có cái đường đi này. Ê, một quả dâu tây nữa kìa. Mình sẽ lấy quả dâu tây này. Quên mất, trời mấy cái nến. Không chịu nhìn gì cả. Cái đường này đi đâu đây? Ê, có cái vụ đường cụt nữa à? Ủa, mà sao Mandalay leo một lúc là bị mệt à? Bị mệt là buông tay này các bạn ơi. Ồ, cái này mới nha. Đến đây phải phóng, đúng rồi. Ấy, mình ấn nhầm nút, trời ơi, ấn X cơ mà, sẽ ấn Z. Khó phết nhờ. Ấy, đây rồi, yeah. Được quả dâu tây, vất vả bãi trưởng. Bây giờ thì nhảy sang bên trái hay bên phải ra? Bên trái kia có cái gì đó đúng không nhỉ? Trời, mình ấn nhầm rồi, mình đang ấn C để nhóm nên có cái gì không? Không sao. Chỗ này chỗ nào ấy? Chỗ này dưới đâu nhỉ? Ok, không được. Có một quả dâu tây bên kia. Mình sẽ nhất định phải lấy được quả dâu tây đấy. Đây, nhảy lên bên trái nhỉ. Chết rồi, làm sao rồi? Ây, làm sao lên đây lấy nhỉ? Thật sự mình không tưởng tượng đúng đấy.
Ấy, anh nhầm rồi. Nó sao nhỉ? Nhảy lên bên trái, nhảy lên bên phải. Ơ. Ôi, chết rồi. Manalai kiệt sức rồi. A. À! Oh no. Cái này khó tưởng tượng nhỉ. Ơ, nó sao lại nhảy lên đấy? Hay là phải có một đường nào khác? Ow. Nhảy đập C đúng không nhỉ? Cái vị trí đinh và cái g ngang đó thì nó quá ngắn, làm sao mà mình có thể nhảy đập được. Đây, cái vị trí nhảy quá nhỏ luôn, làm sao mà đập được. Ô, khó nhở, nó phải có cách nào đó chứ nhở. Ấy, anh nhầm rồi. Ô, mình không tưởng tượng luôn đấy, làm thế nào để ăn được quả táo, quả dâu tây đấy. Phải có một cái đường nào đó. Đó, nhảy chạm vào cái đinh kia là sắp bật lìn rồi. Ôi, lại chưa nữa rồi. Bây giờ chỗ này chắc mình phải mất chết cả hai chục mạng rồi đấy nhỉ. Đây, leo lên. Hết cỡ rồi các bạn ạ. Leo hết cỡ rồi nè. Anh nhảy cái được đó. Ờ, hơn nữa thì khi mà chúng ta chân chưa chạm đất ấy, thì chúng ta không thể phóng được lần thứ hai nữa các bạn ạ. Cái này khó khăn nhỉ. Ai ô. Không thể tưởng tượng được. Sao lại qua được đấy nhỉ? À đây. À, ra là vậy, nhảy từ bên này. Sau đây bám vào. Mày quá. Tôi cũng tìm ra được cái manh mối để có thể qua được cái màn này. Mà khoan đã, áo nào lên trên đấy nhỉ? Quên xứ rồi. Nhảy lên, sau đó thì phóng lên à? Đây đây. Ây. Yeah. Cái việc mà chúng ta có thể nói là vượt qua từng cái chướng ngại vật này cũng giống như kiểu là cô bé Madeline đang vật lộn để có thể lên được ngọn núi Celeste vậy các bạn. Đó có lẽ là cái sự tương quan mà tác giả tạo chúng ta giữa cái hành động mà chơi game của chúng ta và cái câu chuyện của cô bé Madeline này. Cũng khá là sâu sắc đúng không nào? Ồ, xin tự đi chết. À đây, phải quá, xin tự nhầm nút. Thế nào? Quá man rồi, tuyệt vời. Có xanh nghĩ được cái gì ta? Mạng à? Oh no no. Hơi. Làm sao để qua đây nhỉ? Mình sẽ có thể tưởng tượng được đó là một cú nhảy và một cú phóng người. Cái gì vậy? Ơ? What? À! Hay là đó là cái điểm save game nhỉ? À không phải, mình ăn được rồi mà. Đâu được save game gì đâu. Lấy phát. Qua được rồi. Ai! Ăn nhầm, trời ơi.
ảo. À, đó là tăng thêm một lần nhảy các bạn ạ, tăng thêm lần phóng. À, đó đúng rồi. Chúng ta chỉ phóng được một lần trên không trung thôi. Khi mà chúng ta ăn cái xanh xanh đó, chúng ta sẽ phóng được một lần nữa. À, ra là vậy. Ai u. Đó, giờ phóng được một lần nữa này. Ấy, đúng nào. Ấy, chắc hơi nhanh ngẩu. Bây giờ thì làm sao để qua đây nhỉ? Làm sao để xuống đấy? Nhất phải lướt qua. Ok. Rồi, bây giờ thì hello. À, mình có thể tưởng tượng được. Đầu tiên sẽ là nhảy đấy, phóng được cái chuyện hay lắm, phóng một lần nữa, đó dễ mà đúng không các bạn. Bây giờ thì sao đây nhỉ? No shit. Một đề mới nha. Chạm hộ vào cái, chạm hộ cái, chạm hộ mình cái bạn ơi. Ảo. Ok, chạm rồi, chạm hộ cái. Nhảy lên qua đây. Oh, never see that before. Cố lên nào. Mà này không thể nào làm khó mình được đúng nào các bạn. Đây rồi, đây rồi, chỗ này. Bên trái kia nó lại có cái gì ấy nhỉ? Mà mình chắc chắn không qua bên đấy rồi. Không có cơ sở nào để qua bên đó cả. Cho nên là không mơ vọng. Nó phải qua được chứ nhỉ? Nó có cái đường đi đâu đó kìa. Đường nó dẫn đi đâu ấy nhỉ? Là của màn bên kia, màn bên kia thông ra bên này, khó hiểu quá, không cứ qua màn đã. Ow, xin chết. Có vụ này nữa cơ à? Ow. Ok. Hơi khó nha. Ây. Nữa. Rồi. Hả? Are you back ready? Đây là vấn đề quảng cáo bãi tắm à? Được rồi. Bây giờ thì công việc chúng ta sẽ là nhảy và nhảy. Khá đơn giản đúng không nào? Còn bây giờ thì sao đây? Với khoảng cách này mình có thể nhảy sang bám vào cái tường băng bên phải. Nhưng mà vấn đề là cái khoảng cách bên dưới như thế kia thì mình không có lượt phóng nào cả. Cho nên là khi mà mình rơi xuống thì chắc chắn là mình chết. Như vậy, được rồi, mình sẽ căn một cú thật siêu chuẩn. Các bạn nhìn nhá. Ow. Gần được. Xong cái làm gì nhỉ? Được rồi, xong thì mình có thể nhảy sang bên trái. À, nhảy sang bên phải được. À, nhưng mà nhảy sang bên phải thì mình có thể qua màn luôn. Đúng rồi, sao mình lại không bám vào tường nhỉ? Quên mất, thì phải ấn Z.
Quá đơn giản đúng không các bạn? Bây giờ thì làm sao có thể ăn được cái trái tim kia, cái quả dâu tây kia? C X O nó O O nó như thế kia à? À, ấn X và ấn lên các bạn ạ. Mà nó thế nào nhỉ? Khó tưởng tượng ấy. Bám vào cái tường băng nó sẽ nhảy ra. Ôi, ấn nhầm rồi. Ví dụ đang bám vào cái tường băng này, nhảy ra rồi ấn X lên. Ôi, ấn nhầm X chéo rồi. Hơi khó nhưng mà sẽ thử xem nào. Bây giờ thì nhiệm vụ trước mắt là phải đi qua được cái tường băng bên kia đã. Mà cái dòng dọc kéo lên thì như mình sẽ đập sấp mặt lìn vào cái tảng đá bên trên kia và mình chết mất ngáp. Như vậy là mình sẽ phải nhảy ngay sang bên bên tường băng luôn à. Hơi khó nhưng sẽ thử xem nào. Never give up, giống như cô gái Madeline vậy. Cô ta có thể leo một quả núi Senate khổng lồ mà chúng ta lại không làm được gì à? À, sao lại có cũng... À, nhảy cộng lực đúng rồi. Hay nha, bây giờ làm sao để ăn cái này nhỉ? Ôi. Như vậy là phải nhảy vừa đủ độ à, nhảy cao quá là đâm vào cái đinh bên trên kia. Trời đất ơi, thế này nhỉ? Xem nào. Điểm bằng như thế này thì ấy, vậy mình bám vào cái phần cái phần băng bên dưới kia là có thể nhảy lên được, có lẽ cũng ngang bằng với bên này ấy nhỉ? Cái đầu chạm được quả dâu tây không ta? Áng chừng ngang bằng sao nào? Gần chạm được ấy. Ủa, điểm phú cao thế. Đây rồi, tầm này nha các bạn nhỉ. Đây đã. Ngon nha. Ê. Ê, mọi thứ quá là easy đúng không các bạn? Được rồi. Bây giờ sẽ là quả dâu tây tiếp theo. Chúng ta phải lấy được quả dâu tây đó. Bám vào cái dòng dọc à? Khoan đã, cái dòng dọc nó không quay đầu cho mình à? Thế thì phải làm thế nào giờ? Như vậy chúng ta phải bám vào mặt sau của cái dòng dọc nữa. Bám vào mặt sau của nó. Làm thế nào để bám vào mặt sau của nó đấy? À, có thể thử nhảy lên trên cái đồi băng nhỉ? Đó, để thử luôn nào. Thế này thì làm sao mà xuống được rồi? À, thế thì làm thế nào nhỉ? Có một cái điểm nhỏ bên trên kia đó, mình có thể nhảy vào đó. Thì, ở đây bám được luôn này. Như vậy là chúng ta bám vào được nó, chúng ta ăn quả dâu tây, chúng ta phải nhảy sang ngay cái dòng dọc. Cái dòng dọc nó có quay lại không nhỉ? Để thử phát đã. Nếu mà nó quay lại thì khỏe, cứ bám vào tường nó đợi thôi. Đây, nhảy chỗ này. Đó. Vậy là cái dòng dọc nó không quay lại. Và Madeline thì sẽ bị đuối lực và không thể bám lâu hơn được nữa và sẽ bị rơi xuống. Như vậy là sau khi ăn quả dâu tây xong, chúng ta phải nhảy ngược lại cái dòng dọc ngay lập tức. Ồ, cái này căng nha. Phức tạp vậy. Ô, à, không sao, chỗ này. Sao nãy mình bám được mà nhỉ? Sao giờ mình không bám được nhỉ? Khó hiểu nha. Đây, phát này là được cái gì? Ăn được dâu tây rồi các bạn ơi. Ê, lên nhanh, lên. Ồ. Quá màn easy đúng không? Có một chút phân tích ra là chúng ta có thể bây giờ thì làm sao đây? Chỗ này chỗ nào đây? Hello. Để xem nào, mình có thể tưởng tượng ra một chút, đó là chúng ta sẽ nhảy lên trên cái lan can giống như thế này. Sau đó thì bám vào cái dòng dọc rồi nhảy lên cái bức tường ngay bên trên nữa. Rồi chúng ta. Nhưng mà như thế thì làm sao mà ăn được quả dâu tây kia nhỉ? Thực sự mình không tưởng tượng làm cách nào để qua được bên kia mà ăn quả dâu tây kia đấy. Hả?
là nó phải có cái đường đi bí mật nào đó nhỉ? Nó quay lại luôn á. Thì làm sao mà mình có thể đi qua cái dòng dọc này để lên cái đường bên trên nữa? Trời ơi, càng lúc nó càng khó các bạn ạ. Như vậy thì mình có thể nhảy bật lên được không nhỉ? Bật lên sau đó thì xin dép qua. Được nhỉ? Ây, trời ơi, cơ hội, mình lại bỏ lỡ mất rồi. À đây. Xin chết. Hả? Cái này dám được à? Ơ, nhưng mà quả dâu tây của mình. Sao ăn được quả dâu tây kia nhỉ? Cho dù mình có sang được cái đường bên trên quả dâu tây ấy, thì mình không biết làm cách nào để xuống dưới cả. Bởi vì nó không có cơ chế xuống dưới. Ủa, thế thì làm thế nào để ăn quả dâu tây đấy nhỉ? Để mình xem cái phần option nó còn cái gì. Còn cái nút gì không? À, grab là Z là trèo mà. Top X. Còn gì có nút nào đâu? Thì làm sao là ăn quả dâu tây đấy nhỉ? Và cái chỗ này nữa. Ô, game này càng lúc càng khó hiểu nha các bạn. Cái độ khoai của nó tăng dần theo từng màn luôn. Ok. Không tới các bạn ạ. Đây chỉ có một đường đi thôi, đó là đường đi thẳng à. Chỗ này là có một cái bàn nhảy này. Và khi nhảy qua, chúng ta mà rơi xuống thì chúng ta sẽ trúng vào một cái đinh. Vậy sẽ là nhảy thẳng lên trên kia luôn à. Oh no. Quá tay. Đây rồi. Bám vào đây. Oh no. Ow. Chỗ này không được phép có sai lầm các bạn ạ. Oh. Ok. Ê. Quả dâu này. Hả? Thế thì... Hello? Ôi! Làm thế nào để nhảy ngược lên? Mình nghĩ là mình có. À đây, đúng rồi. Mình vẫn còn một lượt trượt nữa. Được rồi. Bây giờ thì lên trên à? Lên trên là đường cụt thôi các bạn ơi. Thế thì phải quay lại á. Oh shit. Ow. Xem mà mình chết bị mất quả dâu à, không mất. Bây giờ thì làm thế nào để quay lại? À. Phải làm thế nào đấy?
À, ra là vậy. Được rồi. Vậy bây giờ làm sao để đi tiếp? Nhảy thì không tới. Nhảy không tới. Nhảy cố thế nào cũng không tới được. Hay phải leo bên này nhỉ? Không lên được. Thì phải làm thế nào rồi? Cứ thử nhảy. Ây phải ơi khó. À không sao. Nhảy phóng. À quên mất, mình quên rồi. Au à, ai u ở lộn nút. À đây. Ấy nhảy. Không thể tới được. Tôi phải làm thế nào? Hay đi ngược lại? Mình thật sự bế tắc rồi các bạn ạ. Không biết cái nào để đi tiếp cả. Hay nhảy xuống đây nhỉ? Đâu không được. Thì phải làm thế nào rồi? 2 hours later. Sau một hồi ăn hành thì bây giờ mình có thể nói là đã tìm ra được khá nhiều bí mật của cái những cái phần chơi mà mình đã bỏ qua lúc nãy các bạn ạ. Bất cứ chỗ nào có mũi tên thì các bạn đều có thể khám phá ra được những cái vị trí mới. Như đây chẳng hạn, ở đây có một cái đài thông tin, mình không biết là mục đích của nó, tác dụng của nó là cái gì cả. Mới thử nhảy ra vài lần và submarine hết à? Quá. Cái này có tác dụng gì ta? Ai ơi. Trời ạ. Nghĩ mãi không hiểu. Ở với con chim này bay sao lại bay như vậy nhỉ? À. Rồi, quyết định quay lại nào. Đó thì mình tìm thêm một vài cái đường mới nữa. Được rồi, quay lại chỗ này. Ây u, quay mất. Mọi thứ bây giờ nó có vẻ khá đơn giản cho mình rồi, không còn quá khó nữa. Ây u. À, căn trượt này. Được rồi, qua, đúng rồi. Nãy sau khi mình
nãy sau khi mình restart lại cái game này thì cái quả dâu tây nó không còn màu đỏ nữa các bạn ạ. Không hiểu tại sao nữa. Đây, đây chính là cái sau khi mình restart lại thì mình đi qua cái đoạn này thì mình đã hiểu tại sao cái màn lúc nãy mình lại không qua được các bạn ạ. Ở đây nó có cái chế độ đó là cộng lực khi nhảy. Các bạn thấy không? Khi mà nó bật lên đấy, các bạn ấn C phát là nó sẽ nhảy rất là cao. Nó giúp cho mình có thể dễ dàng đó là leo qua được cái màn kia. Như cái màn này giờ mình quay lại khá là dễ dàng. Ê, ăn nhầm. Đây, chỉ có cái quả dâu đỏ kia là mình chưa ăn được kìa. Đây, mình sẽ qua lại chỗ này cho các bạn nhé. Cho các bạn thấy nhé. Rồi đã, mình phải quay lại đây xem còn quả dâu không nhỉ. Còn quả dâu đúng không ta? Đây, vẫn còn quả dâu các bạn. Đây, chỗ này nè các bạn. Các bạn nhìn nhá. Để ý nhá, để ý kỹ vào nhá. Ây, ở nhầm rồi. Đó, đúng rồi. Đó, nhảy cộng hưởng. Được rồi. Ui, mình đã mất cả gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể đó là khám phá ra những cái thứ hay ho trong cái map của Celeste các bạn ạ. Có khá là nhiều bí ẩn, mình tin là sẽ có những cái bí ẩn mà mình đã bỏ qua, mà mình bỏ lỡ mất cơ. Cho nên các bạn hãy chú ý kỹ để khi mà chơi cái tựa game này nhá. Bây giờ thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã lại thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.